Và kính thưa quý vị, dân chúng ăn trưa thưởng thức nhạc disco tại một trạm metro tại trung tâm thành phố Paris, tin cũng từ Paris. Kính thưa quý vị, một trạm xe bus đưa đón khách tại thủ đô Paris trở thành nơi trình diễn nhạc disco, tạo cơ hội dân chúng và nhân viên văn phòng vừa ăn bánh mì, vừa nhịp chân theo điệu nhạc. Khái niệm ứng dụng nhạc disco vào buổi ăn trưa được gọi với cái tên là Lunch Beat, phát xuất từ Thụy Điển và đang được ứng dụng cho nhạc disco vào giờ ăn trưa tại một trạm nghỉ metro. Dân chúng tại Paris vừa nghe nhạc, vừa ăn theo nhịp điệu bài hát. Rất nhiều nhân viên văn phòng tham gia vào những điệu nhảy disco vào buổi trưa và có thể phong trào nhảy disco vào giờ ăn trưa sẽ trở nên thịnh hành tại Paris. Anh Matthew đang làm việc tại trung tâm thủ đô Paris trong cuộc phỏng vấn ngắn nói rằng rất có nhiều nhân viên văn phòng cùng bạn đồng nghiệp cùng nhau vui đùa trong giờ giải lao vào buổi trưa, vừa ăn uống, vừa vui nhộn với điệu nhảy disco. Đây là một sự sáng tạo rất tốt, tạo điều kiện cho mọi người có thể giảm căng thẳng làm việc trong giờ nghỉ giải lao. Anh Jan Wagner là DJ cho nhạc disco, tạo nên sự thích thú tới mọi cư dân thành phố Paris và cảm giác ăn trưa được ngon miệng hơn qua miếng bánh mì sandwich. Anh Wagner nói rằng, chơi nhạc DJ tại một trạm dừng chân metro thật là một điều mới lạ, bản thân chưa bao giờ làm được. Ngạc nhiên hơn cả là những người dân Paris có thể nhảy rất tự nhiên trong điệu nhạc disco vào giữa trưa. Với sự thành công và hưởng ứng từ nhân viên văn phòng, câu lạc bộ Lunch Beat đã lên các chương trình biểu diễn tại những địa điểm metro khác khu vực metro thủ đô Paris.